Tháng 10 khi mà tiết trời miền Bắc bắt đầu xe lạnh thì dân phượt khắp mọi nơi lại đổ lên các tỉnh miền núi phía Bắc. Nơi đó thì du khách không những được ngắm vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang lúa chín vàng mà còn được đắm mình trong không gian đầy màu sắc của những cánh đồng hoa tam giác mạch bung nở tại các thung lũng nơi cao nguyên đá Hà Giang. Và tối nay ngày 15 tháng 10 thì tại thị trấn Đồng Văn sẽ diễn ra lễ khai mạc lễ hội hoa tam giác mạch 2016 với chủ đề đá nở hoa. Lễ hội sẽ kéo dài trong suốt mùa hoa tam giác mạch và là khởi điểm cho mùa trăm hoa khoe sắc, mùa cao điểm du lịch hàng năm trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn, thường là từ tháng 9 âm lịch cho tới hết Tết Nguyên đán. Các hoạt động chính của lễ hội diễn ra trong 2 ngày 15 và 16 tháng 10 tại huyện Đồng Văn. Bên cạnh đó là các hoạt động phụ trợ diễn ra tại các huyện Quản Bạ, Yên Minh và Mèo Vạc cũng thuộc khu vực cao nguyên đá. Cùng với việc tăng cường 160 lều bạt thì tỉnh Hà Giang cũng đã lắp đặt 20 điểm phát wifi miễn phí để phục vụ du khách trong dịp này. Những địa danh như là Thạch Sơn Thần thuộc xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, làng văn hóa Lũng Cẩm thuộc thung lũng Sùng Là, huyện Đồng Văn, chân đèo Mã Phí Lèng hay cánh đồng dưới chân cột cờ Lũng Cú là những nơi ngắm hoa tam giác mạch đẹp nhất mà du khách không thể bỏ qua khi đến với Hà Giang. Những ngày trời xe lạnh, sương mù phở trên những triển đồi hoa tam giác mạch thì những cánh hoa li ti, mong manh, ẩn hiện trong lớp xương được dịp khoe sắc và vẻ đẹp dịu dàng e ấp đó khiến du khách cảm thấy mơ màng như được đắm chìm trong một miền cổ tích.